chào tất cả các bạn độc giả của Kênh 14. Và mình là A Hậu Kiều Loan. Mình rất vui ngày hôm nay vì có thể ngồi đây chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Và hiện tại thì Loan đang tham gia chương trình game show Trời Sinh Một Cặp. Và Loan hy vọng rằng sẽ nhận được sự đón nhận cũng như là ủng hộ từ tất cả mọi người. Bởi vì Trời Sinh Một Cặp là game show đầu tiên mà Loan được nhận lời mời tham gia. Và hơn nữa thì Trời Sinh Một Cặp là một chương trình về âm nhạc. Và đó cũng chính là niềm đam mê cũng như là niềm mơ ước của Loan. Thì với hơn nữa là khi mà Loan được biết trong thành phần ban giám khảo thì lại có toàn là những anh chị mà thực sự Loan rất là hâm mộ và yêu mến từ rất lâu, như là giám đốc âm nhạc anh Huy Tuấn nè, xong đến anh Trịnh Thân Bình, chị Dương Hoàng Yến và cả anh Hà Lê nữa. Và được dịp cơ hội mà có thể đứng song ca cùng với những cái thần tượng của mình thì không phải là điều dễ dàng. Cho nên Loan đã quyết định là sẽ tham gia chương trình. Thì Loan sẽ chọn làm Á Hậu. Loan chọn làm Á Hậu bởi vì thực ra là ca sĩ là ước mơ lớn nhất của Loan, nhưng mà nhờ Á Hậu thì Loan nghĩ có con đường đi đến ca sĩ đó nó dễ dàng và nó ngắn hơn. Theo Loan nghĩ là vậy. Cái Loan mong muốn đó là một cô Á Hậu biết trước được cái con đường mà mình đi là như thế nào. Một cô Á Hậu sẽ biết cách sử dụng cái danh hiệu của mình để có được nhiều cơ hội hơn, để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không đơn thuần là một người đẹp biết đi hát. Và Loan nghĩ là cái một khi mà Loan đã quyết tâm cầm mic trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì Loan sẽ thực sự rất là nghiêm túc thực hiện. Và Loan hy vọng rằng trong thời gian sau này mọi người sẽ gọi Loan là ca sĩ Kiều Loan, chứ không còn là một cô Á Hậu hoặc là người đẹp đi hát Kiều Loan nữa. Thật ra thì mỗi người sẽ có một con đường riêng của mình, và Loan cũng vậy. Với Loan, nếu như không đạt được ngôi vị Á Hậu, có thể con đường đi đến ca sĩ nó còn không có nữa luôn ấy, chứ không phải là nó dài hay nó ngắn nữa. Cái việc được làm Á Hậu này nó mang cho Loan rất nhiều cơ hội mà Loan tưởng chừng như là giống như là mình trúng được quá nhiều cái mánh luôn ấy. Cơ hội được nhiều người biết đến, show up bản thân và có những cái mối quan hệ người ta quý mến mình và giúp đỡ mình rất là nhiều trong cái con đường học hỏi cũng như là phát triển cái sự nghiệp ca hát. Thì Loan cảm thấy là mỗi người một vẻ. Loan sẽ cố gắng hoàn thành tốt trên cái con đường của mình. Nói trước một chút về cái lúc thi Miss Grand International thì thực sự lúc đó Loan biết mà, Loan biết cái nhược điểm của mình là nằm ở đâu. Thì khi mà mọi người nói vậy thì thật ra là Loan không có buồn, nhưng mà Loan chỉ cảm thấy là cái việc đó nó lặp đi lặp lại quá nhiều, đôi khi nó cũng sẽ làm cho mình bị đau mút. Nhưng mà Loan là một người kiểu suy nghĩ hơi tích cực một tí, thì những cái mà là mình đau thì mình sẽ tự up nó lên, xong rồi Loan cố gắng. Và cái sự mà nói lại thì là mọi người đã bình chọn cho Loan được vào top 10 và là Miss Popular Vote, thì không phải đó là một cái điều dễ dàng mà ai cũng có thể làm được. Và Loan rất là tự hào về điều đó. Và Loan cũng gọi là trong lúc mà được mọi người yêu mến nhiều như vậy thì Loan đã quyết định là bây giờ Loan sẽ thay đổi nhiều hơn về ngoại hình mình để có thể gọi là trọn vẹn hơn một tí về cái sắc của mình cho mọi người. Khi mà thực ra làm Á Hậu thì mình chỉ làm công ích xã hội, nghĩa là cái công việc đó nó cần một con người rất là bình thường của mình. Còn lại khi mà làm ca sĩ thì mình phải trau chuốt hình ảnh nhiều hơn, và cái con người mình nó phải đa dạng và nó không nằm trong một cái khuôn khổ của một nàng hậu nữa. Cho nên là tất cả mọi thứ đều phải cân hình ảnh. Thì Loan cảm thấy rất là thích thú và Loan nghĩ là Loan sẽ thay đổi hình ảnh của mình nhiều hơn về cả ngoại hình lẫn giọng hát. Loan không thích trang điểm, mặc dù là mặt mộc của Loan thì không được gọi là perfect, nhưng mà Loan thích những gì tự nhiên. Ra là da Loan cũng khá là nhạy cảm nữa, khi mà make up lên một phát xong sau đó thì mọi người sẽ không nhận ra con người thật của mình là ở đâu. Thực ra là mình đẹp khi mà mình make up là để cho mọi người còn thấy, nhưng mà để mà mọi người thương mình nhiều hơn thì mình cần con người thật của mình. Nó thu một chi. Thường thường tất cả mọi người thấy cái outfit của Loan toàn là áo quần, rất là ít khi thời gian Loan mặc váy luôn á, chỉ có đi event thôi. Quảng nôm. Thực ra thì khi mà nói tới điều này thì mọi người sẽ bảo ủa vậy vào đây làm gì, rồi trong đây cho nhiều cơ hội hơn, sao không thích đi thích ngoài đó. Thật ra là Loan kiểu là một người có hai mặt rõ rệt, đó là khi mà nói chuyện với mọi người Loan rất là happy và mang năng lượng cho mọi người, nhưng mà về đêm là con người của Loan thì Loan là một người rất hướng nội và suy nghĩ rất là nhiều. Và những lúc như vậy thì Loan thường nghĩ về gia đình mình nhiều hơn. Và Loan bởi vì chính cái Quảng Nam đó cho mình nhiều thứ ấy, cho Loan cả những cái mood, những cái feeling để Loan có thể viết đoạn rap chẳng hạn, hoặc là những cái mood để Loan biểu diễn những cái ca khúc, tất cả mọi thứ. Thì Loan cảm thấy nếu không có Quảng Nam thì sẽ không có Kiều Loan đâu mà. Thực ra Loan có một bí mật với mọi người là Loan không cần giới thiệu, mọi người đến với Loan đi là mọi người sẽ được ăn ngon. Loan nấu ăn rất là ngon và Loan tự tin là một ngày nào đó nếu mọi người muốn thử thì hãy come to me. Câu này hỏi khó nè. Thùy Sang hoặc là Tường Linh.
Thật sự giữa hai người là không biết chọn ai hết luôn. Ai cũng đẹp và perfect cả. Bài nào hay là mình sẽ nghe à? Nhưng mà thường thì cái hướng của Loan là nhạc ngoại nhiều hơn. Bởi vì nhạc ngoại thường là nó sẽ không có một cái, không có mang một cái nghĩa nào đó. Nó cố định, cái ý nó rất là open. Và mình nghĩ theo hướng nào nó cũng đúng hết. Loan là người như vậy. Ra Loan thích thì Loan rất thích nghe những bài hip hop, underground hoặc là R&B. Bởi vì Loan nghĩ là cái cá tính mình khá là mạnh. Và Loan nghĩ là mình cũng có những cái năng khiếu nó phù hợp với hip hop. Vậy là Loan có thể viết rap, đọc rap hoặc là cảm âm về R&B và underground khá là tốt. Và hơn nữa là từ trước đến giờ những cái loại type nhạc mà Loan nghe khá là nhiều đó cũng là vì hip hop nữa. Cho nên là Loan sẽ quyết định đi theo những dòng nhạc nó mang hướng một chút gọi là nó sao ta, nó năng động một chút, nó rất là fresh. Và khi mà mọi người nghe vào thì mọi người sẽ có thể nhận được cái năng lượng mà Loan muốn truyền tải. Nếu mà được thì Loan muốn thử xuất những dòng nhạc dân ca, thứ nhất là bolero, hoặc là những cái thiên thể loại nhạc truyền thống như là ca trù hay là thậm chí là bài chèo ở Quảng Nam. Loan vẫn muốn, mặc dù là Loan nghe rất là ít và bây giờ trong đầu Loan cũng không có quá nhiều những cái option về những bài hát đó, nhưng mà thực sự là những cái gì càng khó thì càng thu hút Loan mà. Loan không biết là cái đó có phải gọi là xấu không, mà đối với Loan, Loan thấy nó cute. Nhưng mà thật ra nếu mà xét kỹ nó là xấu, đó chính là khi mà anh Bình mệt lên rồi là anh Bình có cái tật giống Loan, đó chính là hay điên rồ lên ấy, là mọi thứ hét tóm cả lên xong rồi nhảy tung loạn luôn, kiểu giống như là tự tạo năng lượng cho mình ấy. Nhưng mà cái đó so cute, mọi người thấy là mọi người sẽ oh wow, so interesting. Còn cái thứ hai nữa đó là anh Bình rất là sợ mập, cho nên Loan rủ ăn gì cũng không chịu, là không chịu mọi người. Đôi khi là mình bị đau mút buồn, kiểu mình happy cho người khác welcome mà chẳng có ai thề ăn với mình cả. Rồi một tật xấu thứ ba của anh Bình đó chính là anh Bình rất là kỹ tính. Mọi thứ của anh Bình, vì anh Bình là một người khá là cầu toàn, mọi thứ phải là đều rất là perfect từ đầu tới cuối. Cho nên là Loan thì cái tính Loan đôi khi một số chuyện là Loan khá là hời hợt, mà anh Bình thì lại rất là kỹ. Cho nên đôi khi anh Bình bảo bé Loan không được như vậy, kiểu vậy. Nên Loan nghĩ đó là tật xấu, nhưng mà nó so cute. Chứ thực ra anh Bình không có gì xấu lắm đâu mọi người. Chương trình game show mà Loan muốn tham gia nhất chắc có lẽ là Running Man Việt Nam. Yeah, Loan cảm thấy nó rất là funny và nó hợp với cái kiểu tính nó khá là vừa năng và tăng động của Loan nữa. Và Loan nghĩ là đến một thời điểm nào đó thì Loan sẽ gọi là có thể mong muốn được thử sức trong cái chương trình đó, vì nó vừa vui, nó vừa cho mình rất là nhiều cái kinh nghiệm nữa. Nên Loan rất là muốn thử tham gia. Tuổi mới, Loan chỉ muốn thật thành công thôi, còn lại mọi thứ Loan sẽ tự tạo cho mình bởi cái sự thành công đó. Chỉ cần mọi người còn yêu Loan là nó sẽ làm tất cả thế giới để đó Loan lo. Tuổi 20 sắp tới thì Loan sẽ cố gắng trở thành một người con gái thật là mạnh mẽ, để có thể trang trải mọi thứ. Thật ra là cuộc sống không có khó khăn quá như vậy, nhưng mà Loan nghĩ là Loan còn quá là yếu đuối với cái lứa tuổi của mình. Mình sắp 20 rồi mà trong khi đó thì có những lúc mà mình nghĩ ôi trời ơi, tại sao mình chưa có bồ, hay là hoặc là xa nhà quá vậy, nhớ nhà làm sao rồi, kiểu vậy. Kiểu có những cái suy nghĩ nó khá là còn con nít ý. Cho nên là Loan muốn mình thật là trưởng thành nhiều hơn nữa. Thì sinh nhật lần thứ 20 này của Loan là một so special birthday party. Thật ra nó cũng không phải là một cái party nữa, mà là sinh nhật năm này Loan đã quyết định là trở về nhà để ăn sinh nhật với gia đình. Nói ra thì hơi buồn một chút, đó là Loan luôn nghĩ Loan là một người mới trong giới showbiz, mà Loan còn chưa biết Loan đã vào showbiz chưa nữa. Thì mọi người sẽ ít biết và ít quan tâm về mình, huống hồ gì đến ngày sinh nhật của mình nữa. Cho nên là Loan đã nghĩ sinh nhật này rồi thôi, rồi mình rất là cô đơn rồi, thôi không có việc gì. Thì cũng may mắn là đã có một cái show Loan về Đà Nẵng, Loan đã quyết định là đặt vé để ở lại cùng với gia đình luôn. Cho đến ngày 23 thì Loan mới bắt đầu bay vào lại là trúng ngày sinh nhật của mình. Thì nhưng mà không ngờ trong một cái buổi duyệt game show Trời Sinh Một Cặp thì đùng đùng có một cái gì đó Loan cảm thấy rất là lạ, đó chính là có một cái mâu thuẫn mà Loan tin đó là thật giữa anh Trịnh Thăng Bình và một anh sản xuất trong team công ty bên Loan. Anh Trịnh Thăng Bình và anh đó cãi nhau dữ dội, và câu cuối anh Bình đã bảo là tôi sẽ không bao giờ làm nhạc cho bên ông nữa. What? Chẳng lẽ là Loan phải bị loại hoặc là Loan phải tự xin phép? Trời ơi, chắc rồi em ngại, em giờ em dị quá rồi, thôi cho em xin rút khỏi chương trình. Loan nghĩ vậy, thôi rồi con đường ca hát của mình
Kết thúc từ đây, anh Bình giận đi luôn ra khỏi sân khấu, không duyệt nữa, để một mình Loan và Vũ Đoàn trên sân khấu. Xong rồi Vũ Đoàn kêu thôi duyệt với Loan một lần cuối. Loan duyệt xong tới lúc nghỉ tại chỗ, Loan đã ngồi gục xuống luôn sân khấu và Loan không kìm nén được. Thật ra Loan không muốn khóc đâu, nhưng mà cái việc nó đụng chạm đến ước mơ của mình mà nó sốc quá làm cho Loan bị hoảng. Xong rồi đùng đùng phía sau đằng lát nó hiện lên một cái clip mà cái tiếng này Loan nghe rất là quen. Nhìn ra sau tới chị Đỗ Mỹ Linh, rồi đến Lương Thùy Linh, đến Tường Sang, rồi đến anh Trịnh Thân Bình, xong rồi đến anh Chí Tâm là anh nằm trong team của Loan, và anh Nhâm Phương Nam là nằm trong team của chị Dương Hoàng Yến. What? Mọi người đó làm gì vậy? Loan vừa quay ra phía sau là Loan thấy anh Bình từ phía này đội mũ sinh nhật và mang bánh kem ra. Oh, what the hell? Thực sự là Loan rất là xúc động. Một cái đó là bật khóc, Loan không phanh lại được như một đứa con nít. Thực ra đây là cái sinh nhật rất là đặc biệt vì toàn là những người gọi là thần tượng của mình chúc. Anh Trịnh Thân Bình, rap ở nhạc anh Huy Tuấn, xong rồi đến cả công ty và mọi người dancer đều ào vào. Trời ơi, không thiên được. Sinh nhật này nó bất ngờ và nó thú vị đến nỗi là Loan còn ám ảnh luôn cả cái câu của anh Bình là tôi không bao giờ sản xuất nhạc cho bên ông nữa. Và đêm đó về Loan mơ luôn. Sau cái buổi trò chuyện rất là vui vẻ và thoải mái ngày hôm nay cùng với K14 thì Loan nghĩ là mọi người cũng ít nhiều hiểu được Loan nhiều hơn và cảm nhận được cái sự thay đổi đang Loan nghĩ là nó theo đúng cái con người và cái niềm đam mê của mình, và Loan và mọi người có thể cho đó là một cái hướng đi đúng. Loan xin cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi Loan trong suốt cái buổi nói chuyện này. Thật ra nó rất là nhiều niềm vui luôn. Loan chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện mà nó thoải mái như vậy, gần gũi như thế. Trong cái chặng đường tiếp theo của Loan thì Loan sẽ cố gắng trở thành một phiên bản tốt nhất của mình và mình mong muốn. Và nếu như mà mọi người còn quan tâm Loan thì mọi người hãy cứ góp ý với Loan thẳng thắn như cách mà mọi người đã góp ý với Loan để Loan hoàn thiện mình trong Miss Grand International vừa rồi, vì đó cũng là cách giúp Loan có được cái hình tượng ngày hôm nay của mình. Và Loan lời cuối cùng thì Loan sẽ được gửi lời chào thân yêu nhất đến tất cả các bạn độc giả K14 vì đã đồng hành cùng với Loan từ lúc mọi người vừa biết Loan cho đến bây giờ và chắc chắn là còn sau này nữa. Mọi người sao ta hãy ủng hộ cho Loan trong tất cả những cái plan mà sắp tới, trong cái hành trình mà Loan chuẩn bị. Và love you. Goodbye.